Sinbad đến đảo Roha, chàng lấy kim cương trao đổi mua hàng hóa, và tại đây Sinbad gặp lại Mohammed, vị thuyền trưởng đã bỏ rơi chàng khi gặp nạn trên lưng con cá voi. Tất cả hàng hóa đó là của thương nhân Sinbad sống tại Baghdad. Sao rồi? Anh có chịu khuân vác hàng hóa đó xuống đây không? Tôi bán được cũng sẽ trả công anh hậu hĩnh mà. Tôi chính là Sinbad, người mà ngài đã nhắc tới, thưa thuyền trưởng. Xin anh đừng có tham lam mà nhận bừa như vậy. Chính tôi thấy rõ, Sinbad đã bị chìm dưới biển rồi. Thưa ngài thuyền trưởng khả kính, tôi biết là ngài sẽ không tin, nhưng ngài hãy nghe câu chuyện thoát chết của tôi. Thế là Sinbad kể lại lúc chàng bị trôi dạt vào một quan đảo, gặp cái trứng và cách thoát khỏi thung lũng, cho đến làm phò mã vương quốc Basra rồi bị sống. Hành trình vượt qua khó khăn của tôi là như vậy đó. Tôi đã đến đây và đang tìm đường trở về Basra. Hành trình vượt qua khổ nạn của anh thật là kinh khủng. Lát nữa hàng hóa của tôi sẽ tới, thuyền trưởng ngài cho bốc xuống tàu nha. Ngài đây có phải là Sinbad hay không? Chính là tôi, thưa ngài Ali. Cảm ơn Thánh Allah đã đưa anh trở về. Đó là hàng hóa của anh, xin hãy nhận lấy. Nhưng trước khi về cảng Basra, tàu của tôi sẽ đi tới đảo Saba. Anh có đi cùng chúng tôi không? Thưa có, tôi sẽ cùng đi với ông và các hàng hóa của tôi trước khi trở về Basra.